Bên Nguyễn rất vui được gặp lại tất cả các anh chị trong video clip ngày hôm nay. Thông qua việc tìm hiểu về cơ hội đầu tư và an cư hấp dẫn tại thị trường quận Nam Sài Gòn thì ngày hôm nay chúng tôi có buổi gặp mặt và trao đổi cùng với chị Hoàng Ánh là chuyên viên tư vấn bất động sản tại thị trường khu vực Nam Sài Gòn để giúp chúng ta có những cái góc nhìn tổng quan hơn về thị trường cũng như có thể lựa chọn những cái cơ hội đầu tư an cư tại thời điểm này. Và rất vui được gặp chị Hoàng Ánh. Cảm ơn chị đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn Nguyễn, chào quý vị khán giả. Dạ vâng, thì có lẽ là để không làm tốn thời gian của tất cả chúng ta thì chúng ta sẽ đi đến hội đầu tiên đến ha. Thì có lẽ là chị Ánh có thể giới thiệu sơ nét về công việc của mình để quý vị có thể được biết là. Xin chào em, hiện tại thì chị đang là agent của công ty EA Việt Nam và đang làm việc tại văn phòng quận 2 của công ty Sala. Chị làm trong cái mảng chuyển nhượng cũng như là bán những cái dự án mới của chủ đầu tư tại khu vực Nam Sài Gòn. Thường thì chị hay bán những cái dự án ở trục đường Lê Hồng Lương cũng như là Nguyễn Hữu Thọ. Thì ở những cái khu vực này á, thì sẽ có rất là nhiều những cái chủ đầu tư lớn. Em có thể nói đến ví dụ như là chủ đầu tư Phát Triển Hương Nam, chủ đầu tư Novaland, GX Hàn Quốc. Bên cạnh đó thì có chủ đầu tư Phú Long. Chính vì ở đây có những chủ đầu tư lớn như vậy thì sẽ có những rất là nhiều những cái dự án. Thì khi có nhiều những dự án như vậy thì sẽ có rất là nhiều nguyên nhân và thị trường chuyển nhượng cũng như là buôn bán rất là sôi động. Chính vì vậy mà chị chọn khu Nam Sài Gòn là khu đầu chính của mình. Dạ em hiểu rồi. Thì em cũng chia sẻ với chị Ánh là cũng như quý vị là em cũng làm được cái cư dân sống lâu đời ở thị trường khu vực Nam Sài Gòn này rồi. Thì trong quá trình mà sinh hoạt và làm việc tại khu vực này thì em cũng có di chuyển nhiều đối với trục đường Nguyễn Hữu Thọ và em thấy là đây là một trục đường với rất là nhiều các hộ chung cư ở hai bên đường. Thì em thấy là sẽ có rất là nhiều những cái chung cư đã bàn giao khá là lâu rồi, em tạm gọi là chung cư cũ á. Thì và những cái chung cư bàn giao gần đây mới thì cứ là chị thôi chia sẻ thêm về cái chung cư đã hiện hữu tại trục đường này không ạ? Em có thể thấy rằng là ở khu vực Nam Sài Gòn này thì đã có rất là nhiều những cái dự án được bàn giao khá là lâu rồi. Ví dụ như em có thể thấy là cái Sài Gòn Nam, Phú Hoàng Anh thì cũng có những cái chuyện tục vì có những cái dự án mới bàn giao đây. Ví dụ như là Sài Gòn Cao của Phú Mỹ Hưng, Sunrise Riverside của Novaland. Và sắp tới thì có một dự án rất là lớn đó là Select Grand của chủ đầu tư Phú Long kết hợp với lãnh đất Điều Lan chuẩn bị được bàn giao. Thì với những cái dự án như vậy, với những cái căn hộ như vậy á, đã được bàn giao rồi thì em mới thấy rằng là nếu để sở hữu những cái căn hộ như vậy thì đa phần là khách hàng sẽ phải bán gần như là 100% bằng tiền mặt. Không rồi, tức là một chuyện chậm lại. Và em cũng thấy là cái công việc là em cảm thấy là không biết là quý vị khán giả chúng ta có nhìn nhận cái như về truyền thông đó là khi mà cùng một cái trục đường và một cái dự án bán mới thì dự từ khác thì thường là giá nó sẽ cao hơn những cái dự án đã hình thành rồi, đã bán giao rồi của những trường từ khác. Thì xoay quanh cái chuyện về giá này đối với những trường mới thì quý vị khán giả có thể chia sẻ cảm nhận của chị về cái câu chuyện giá của trường bán giao mới. Mình sẽ bàn đến cái dự án mới đi ha. Khi mà em thấy rằng là một chủ đầu tư họ đưa ra một dự án mới thì thường á là họ sẽ có những cái nghiên cứu rất là kỹ về cái định lượng ngày giá rồi. Thì bên cạnh đó thì chủ đầu tư họ cũng tính đến cái tính thuộc của thị trường. Có nghĩa là chủ đầu tư nào cũng muốn bán hàng đúng không nào? Chính vì vậy nên là câu chuyện về giá nó sẽ tải hết đến nhiều yếu tố. Em cũng có thể thấy rằng là ở Việt Nam mình thì cái lạm phát cũng như là trượt giá rất là cao. Ví dụ như là vàng thời điểm hiện tại là bao nhiêu tiền một lượng ạ? Khoảng 88-90 triệu một lượng kia đó. Rất cao đúng không? Bên cạnh đó thì em có thể thấy rằng là cái mức sống của người dân nhà bè ngày càng cao lên. Thì khi mức sống cao như vậy á thì họ đòi hỏi được cái những cái dự án xứng tầm với họ. Thì đó cũng là cơ hội cho những chủ đầu tư lớn, họ sẽ mang về những cái tỷ tỉnh gọi là độc tôn và cao cấp để phục vụ cho cái tiêu dân của nước nhà bè. Bên cạnh đó thì mình có thể xét đến một cái yếu tố rất là quan trọng đó là pháp lý dự án.
Thì về pháp lý dự án thì nếu như mà mình chọn cái dự án mà về pháp lý nó không chuẩn chỉnh thì cái rủi ro nó cao. Mình có thể là bỏ hoàn toàn cái số tiền đầu tư nào mình đã có. Thì với những yếu tố trên đó thì em có thể thấy rằng là cái câu chuyện về giá nó là một phần quan trọng. Thì bên cạnh đó nó sẽ có rất là nhiều những phần quan trọng khác, ví dụ như là về vị trí nè, về các mối cơ sở hạ tầng giao thông, về pháp lý, về tiện ích, cũng như là chính sách bán hàng những đầu tư đưa ra khi họ muốn bán cái gì đấy mới ra thị trường. Em hiểu rồi. Như thế thì rõ ràng là những cái chia sẻ cho khách hàng rất là hay. Chúng ta thấy rằng giá là một phần rất quan trọng, bởi vì chúng ta mua một cái sản phẩm gì đó, đối với cái việc mà cân đọc đo đếm để mà tài chính của mình là vấn đề rất là quan trọng. Tuy nhiên thì rõ ràng do là giá là một phần quan trọng, cho nên là chúng ta sẽ cần phải xem xét đối với nhiều cái phần khác, nhiều cái yếu tố khác, để mà chúng ta có thể sáng suốt lựa chọn cái sản phẩm phù hợp nhất giai đoạn này. Thì rất là cảm ơn những chia sẻ rất là hay của chị Ánh. Và em cũng được biết trong giai đoạn này thì tại trường đường Nguyễn Hữu Thọ thì sẽ có một cái dự án chuẩn bị bán hàng, đó là dự án Essence Sky của chủ đầu tư Phú Long. Thì cũng được các bạn chia sẻ về câu chuyện về giá bán, về chính sách bán hàng, về tiền ích, về lịch thanh toán, không ạ? Thì không biết là với góc nhìn là một cái bạn chuyên viên tư vấn bất động sản tại công ty EA Việt Nam và đã có rất là nhiều cái kinh nghiệm làm việc tại thị trường quận năm Sài Gòn và đặc biệt là trực tiếp của Thọ, thì không biết là chị Anh có những cái nhìn nhận, những cái đánh giá như thế nào về căn hộ Essentia Sky của chủ đầu tư Phú Long? Khi nói đến dự án Essentia Sky thì thủ chủ đầu tư Phú Long thì mình có thể thấy rằng là Phú Long là một trong những cái kênh rất yên tĩnh. Và họ có rất là nhiều những cái dự án như trải dài như Bắc và Nam. Bên cạnh đó thì Essentia Sky được gặp lại bằng tiền thì Nguyễn Hữu Thọ, nó cũng là một cái trục đường rất là quan trọng. Nó kết nối với Phú Mỹ Hưng về với các quận trung tâm của Sài Gòn, cũng trên một cái đường voi rất là gần. Bên cạnh đó thì pháp lý là một trong những yếu tố rất quan trọng. Thì tháng 9 vừa qua thì chủ đầu tư đã có giấy phép xây dựng và tháng 10 thì họ đã khởi công xây dựng rồi. Nên là mình rất là yên tâm, đúng không ạ? Ngoài ra thì ở Essentia Sky sẽ có những cái tiện ích mà gọi là cao cấp và độc nhất ở khu vực Nam Sài Gòn. Bên cạnh đó thì chủ đầu tư đã đưa ra một cái chính sách bán hàng hỗ trợ rất tốt cho những nhà đầu tư cũng như là những người dân mua ở. Thì với những cái yếu tố trên á thì chị cũng rất là tự tin khi chị sẽ giới thiệu những cái dự án này đến với những cái vị khách hàng thân thiết của mình để họ có cơ hội được mua ở hoặc là mua đầu tư ở tại dự án. Cảm ơn chị Ánh. Thông kính thưa quý vị, thông qua những cái chia sẻ vừa rồi chắc chắn là chúng ta thấy được rằng là đối với thị trường căn hộ tại trục đường Nguyễn Hữu Thọ thì sẽ có rất là nhiều dự án đó bàn giao rồi, và những dự án sắp tới sẽ được triển khai bán hàng, ví dụ như là Essentia Sky. Và thông qua những cái chia sẻ về giá vừa rồi, chắc chắn là chúng ta cũng có một bức tranh khá là tổng thể, và chúng ta có thể là lựa chọn một cái sản phẩm đầu tư hoặc là an cư lâu dài tại khu Nam Sài Gòn, đặc biệt là tại trục đường Nguyễn Hữu Thọ vô cùng tiềm năng này. Và một lần nữa em xin được cảm ơn chị Hồng Ánh đến từ đơn vị EA Việt Nam đã tham gia chương trình ngày hôm nay và có những chia sẻ rất là hay và bổ ích đối với bên kể và cũng như tất cả quý vị đã xem chương trình. Một lần nữa cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn Nguyễn, cảm ơn các vị khán giả. Kính thưa chị, và bây giờ thì chương trình chúng ta cũng kết thúc. Một lần nữa hẹn gặp lại các chị trong những chương trình tiếp theo. Quý vị và quán xin chào và hẹn gặp lại ạ.